Camilla hành trình từ một thường dân lại là tiểu tam đến tân hoàng hậu Vương quốc Anh. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà, thái tử Charles, cựu thân vương xứ Wales, trở thành vua của Vương quốc Anh và 14 vùng lãnh thổ trong khối thịnh vượng chung. Như vậy, phu nhân của ông, bà Camilla, sẽ chính thức trở thành hoàng hậu của nước Anh sau 3 thập kỷ mang danh tiểu tam. Nhắc đến bà Camilla, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện tình tay ba giữa bà với thái tử Charles cùng công nương Diana từng gây chấn động lịch sử hoàng gia và tốn biết bao giấy mực của truyền thông. Năm 1981, thái tử Charles kết hôn với công nương Diana tại nhà thờ Chitral ở London. Cặp vợ chồng chào đón hai con trai William và Harry lần lượt vào năm 1982 và 1984. Tháng 12/1992, Charles và Diana tuyên bố ly thân. Họ chính thức ly hôn năm 1996. Bà Camilla được công chúng Anh phản đối sau cuộc phỏng vấn năm 1995 của công nương Diana với phóng viên Martin Bassett của đài BBC. Khi đó, công nương Diana phàn nàn rằng có ba người trong cuộc hôn nhân này đề cập đến người tình cũ của chồng. Sau cái chết của công nương Diana vì tai nạn ô tô ở Paris năm 1997, phải mất 2 năm sau để người thừa kế ngai vàng và người bạn đời của ông lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng. Khi đó, họ tham gia tiệc sinh nhật em gái bà Camilla tại khách sạn Ritz ở London. Một năm sau đó, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị báo hiệu sự chấp thuận mối quan hệ này khi đồng tình đi ăn trưa cùng hai người. Thái tử Charles kết hôn với bà Camilla ngày 9/4/2005 tại nhà nguyện Chitral với sự hiện diện của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Camilla là con cả của thiếu tá Brussel và vợ là Rosalind Cubitt, con gái của Roland Cubitt, nam tước Ascon thứ ba. Bà lớn lên ở miền đông Sussex và miền nam Kensington ở Anh và học tập ở Anh, Thụy Sĩ và Pháp. Năm 1973, Camilla kết hôn với sĩ quan quân đội Anh là Andrew Parkerbow và có với ông hai người con. Cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 1995. Bà Camilla kết hôn với thái tử Charles vào năm 2005 nhưng không được lòng công chúng Anh. Nguyên nhân được đưa ra là vì bà đã qua lại với thái tử Charles khi ông vẫn có mối quan hệ hôn nhân với công nương Diana. Tuy nhiên từ lâu, thái tử Charles đã cho thấy mong muốn vợ sẽ được mang danh hiệu hoàng hậu sau khi ông được trao lại vương miện và ngai vàng từ mẹ mình. Cả hai đến nay chưa có con chung. Tại sao nữ hoàng Anh không thoái vị để Charles đệ tam chịu đựng chờ đợi ngai vàng lâu nhất trong lịch sử nước Anh? Nữ hoàng Anh qua đời ở tuổi 96 vào ngày 8/9/2022. Cuối cùng, con trai bà, thái tử Charles cũng được lên ngôi sau 70 năm làm hoàng tử, một thời gian quá dài. Bởi vậy, những người ngoài không khỏi thắc mắc vì sao nữ hoàng Anh không nhường ngôi cho con trai để về vui thú điền viên như nhiều vị vua khác. Thực ra, câu hỏi này cũng đã được đặt ra trước đó nhiều lần rồi và có nhiều bài viết, cuốn sách đề cập đến. Theo một bài đăng trên báo Anh Express, các chuyên gia hoàng gia cho rằng có ba lý do chính khiến nữ hoàng Anh không bao giờ thoái vị nhường ngôi cho thái tử Charles. Lời hứa phụng sự khi đăng quang. Lý do quan trọng nhất khiến các chuyên gia cho rằng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ không bao giờ thoái vị đó là vì xuất phát từ lời hứa khi bà lên ngôi. Vào năm 1953, khi đăng cơ, bà đã tuyên thệ: "Tôi tuyên bố trước tất cả mọi người rằng toàn bộ cuộc đời tôi, dù dài hay ngắn, sẽ dành để phụng sự đất nước và phụng sự hoàng gia vĩ đại." Vào ngày kỷ niệm 60 năm trị vì, nữ hoàng cũng nhắc lại và khẳng định lời hứa phục vụ trọn đời một lần nữa. Trong vài năm qua, khi tuổi tác của nữ hoàng ngày càng cao và nghi vấn thoái vị được dấy lên trong dư luận, các trợ lý cấp cao của cung điện Buckingham đều có câu trả lời giống nhau cho thắc mắc này, đó là suốt đời là suốt đời. Tất nhiên, ngay kể cả khi bà truyền ngôi cho con trai lúc đã già thì thần dân vẫn nghĩ bà không ngừng phụng sự và thậm chí tôn vinh và ca ngợi bà hơn. Vết nhơ lịch sử. Tiến sĩ S. Owen, chuyên gia hoàng gia kiêm nhà sử học, nói với tờ Express rằng rất khó có chuyện nữ hoàng Anh thoái vị. Sự kiện vua Edward VIII thoái vị năm 1936 đã là một vết nhơ trong lịch sử. Cựu vương đã kết thúc thời gian trị vì chỉ có 326 ngày bởi một người phụ nữ.
Edward VIII đã chọn tình yêu thay vì làm vua khi ông kiên quyết thoái vị, từ bỏ ngai vàng để được kết hôn với bà Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ từng hai lần kết hôn. Theo ông Owen, vì vết nhơ lịch sử này mà nữ hoàng Anh hiểu rõ thoái vị không phải là lựa chọn có lợi cho hoàng gia. Tiến sĩ Ed Owen cho hay, nếu nữ hoàng cảm thấy không được khỏe, về cơ bản, bà ấy có thể nghỉ ngơi và chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm với vai trò là nhiếp chính. Trong lịch sử, từng có trường hợp như vậy. Con trai cả của vua George III cai trị hoàng gia với tư cách là người được ủy nhiệm sau khi sức khỏe của quốc vương không tốt. Trong tình huống này, Charles sẽ được biết đến với tư cách là thái tử nhiếp chính, chứ không phải là một vị vua. George IV giữ vai trò nhiếp chính trong 9 năm và cuối cùng lên ngôi sau cái chết của vua cha. Chỉ thoái vị với hai điều kiện. Trong cuốn The Queen phát hành năm 2021, tác giả Matthew Dennison viết, qua tuổi 90, Elizabeth vẫn tiếp tục cống hiến, tâm sự với chị họ Margaret, nữ hoàng bảo bà sẽ không thoái vị trừ khi bị bệnh Alzheimer hoặc đột quỵ. Hai điều kiện đó đã không xảy ra, nhà sử học hoàng gia Hugo Vicker từng tuyên bố, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng nữ hoàng sẽ không thoái vị. Mọi dấu hiệu đều cho thấy nữ hoàng đang có sức khỏe cực kỳ tốt và với sự may mắn, bà ấy sẽ tiếp tục là nữ hoàng của chúng ta, càng lâu càng tốt. Tương tự, chuyên gia hoàng gia Robert Johnson cũng bác bỏ mọi quan điểm về việc nữ hoàng có thể thoái vị trong tương lai. Johnson từng nói với Express, theo tôi, nữ hoàng sẽ là quân vương cho đến ngày bà qua đời, chắc chắn là như thế rồi. Nữ hoàng Anh thời trẻ, sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời huy hoàng như trong cổ tích. Theo thông báo từ điện Buckingham, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời vào ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương tại lâu đài Balmoral ở Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Trước đó, Điện Buckingham cho biết các bác sĩ đang rất lo lắng cho sức khỏe của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và đề nghị duy trì việc giám sát y tế đối với sức khỏe của bà. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà, thái tử Charles, cựu thân vương xứ Wales, trở thành vua của Vương quốc Anh và 14 vùng lãnh thổ trong khối thịnh vượng chung. Thông báo của Điện Buckingham cũng cho biết nhà vua và hoàng hậu sẽ ở lại lâu đài Balmoral tối. Tóm tắt tiểu sử nữ hoàng Anh. Elizabeth đệ nhị, 21 tháng 4 1926, 19 tháng 9 2022, là nữ vương Vương quốc Anh và 14 vương quốc thịnh vượng chung khác. Elizabeth sinh ra ở Mayfair, London, là con gái đầu lòng của công tước và công tước phu nhân xứ York. Cha của bà lên ngôi quốc vương vào năm 1936 sau khi người bắt phục của bà là quốc vương Edward VIII thoái vị, khiến Elizabeth trở thành người kế vị ngai vàng. Bà được giáo dục tại gia và đảm đương nhiều công việc hoàng gia xuyên suốt chiến tranh thế giới thứ hai, phục vụ trong lực lượng hỗ trợ nội địa. Tháng 11 năm 1946, bà kết hôn với Philip, cựu vương tử Hy Lạp và Đan Mạch. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 73 năm cho đến khi Philip qua đời vào ngày 9 tháng 4 năm 2021, hưởng thọ 99 tuổi. Họ có 4 người con, Charles thân vương xứ Wales, Anne công chúa vương thất, vương tử Andrew công tước xứ York và vương tử Edward bá tước xứ Wessex. Sau khi cha của bà qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, Elizabeth lúc đó 25 tuổi trở thành nữ vương của 7 quốc gia tự trị thuộc khối thịnh vượng chung, Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan và Ceylon, đồng thời là người đứng đầu khối thịnh vượng chung. Thời gian trị vì đầy biến động. Khoảng thời gian Elizabeth trị vì theo chế độ quân chủ lập hiến chứng kiến nhiều sự thay đổi, trong đó có xung đột vũ trang tại Bắc Ireland, sự giải thể của đế quốc Anh, một tiến trình bắt đầu từ trước khi bà lên ngôi và kế tiếp là sự phát triển của khối thịnh vượng chung Anh, Vương quốc Anh gia nhập cộng đồng châu Âu, Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu và sự phi thực dân hóa của châu Phi. Số lượng các quốc gia của bà dần thay đổi theo thời gian sau khi các nước thuộc địa giành được độc lập và khi các quốc gia bao gồm Nam Phi, Pakistan và Ceylon được đổi tên thành Sri Lanka, trở thành các nước Cộng hòa. Nhiều chuyến thăm và cuộc gặp gỡ lịch sử của bà bao gồm chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ireland vào năm 2011 và các chuyến thăm đến hoặc từ năm vị giáo hoàng.